Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sanity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Access List trên các thiết bị switch hoặc router của Cisco để chặn truy cập giữa các VLAN hoặc một số host cụ thể trong hệ thống mạng. Access List là một công cụ tuyệt vời để chúng ta có thể cho phép hoặc chặn truy cập giữa các thiết bị hoặc VLAN trong các hệ thống không có thiết bị Firewall chuyên dụng. Ví dụ như trong hệ thống có một VLAN, các bạn sử dụng để cấp Wi-Fi cho khách và bạn chỉ muốn giải mạng này truy cập được Internet, còn lại chặn toàn bộ truy cập tới các giải mạng LAN nội bộ khác. Hoặc các bạn muốn chặn một số máy tính hoặc VLAN cụ thể không cho phép truy cập vào hệ thống server, khi đó chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng Asset List để làm việc này. Lý thuyết về Asset List thì cũng khá là dài và có rất là nhiều cách để chúng ta có thể đạt được mục đích, do vậy mình sẽ dùng tạm mô hình đơn giản với yêu cầu cụ thể để hướng dẫn nhé. Mô hình mình đang dùng gồm một router kết nối ra Internet mình sẽ chia 3 VLAN trên router này dùng uh, sub interface, gateway của 3 VLAN tất nhiên là ở trên router rồi. Switch bên dưới thì chỉ là suite access thôi, cổng e0/0 sẽ là cổng trunking, ba cổng còn lại là cổng access vào các VLAN tương ứng. Trong 3 VLAN thì hai VLAN sẽ sử dụng cho người dùng nội bộ, còn VLAN guest thì sử dụng để cấp IP cho wifi khách. Yêu cầu trong mô hình này rất là đơn giản, VLAN 99 là VLAN cho khách hàng nên nó chỉ được phép truy cập internet chứ không truy cập được sang các VLAN 10 và 11. Để cấu hình ACL thì trước tiên chúng ta cần có yêu cầu cụ thể để xác định xem chúng ta sẽ chặn như thế nào. Sau khi có yêu cầu thì việc tiếp theo chúng ta sẽ cần xác định xem đặt ACL đó ở đâu và theo chiều nào. ACL được tạo ra sẽ không có ý nghĩa gì nếu không được áp dụng vào một interface nào đó và nội dung của ACL ở các vị trí đặt khác nhau cũng sẽ cho kết quả khác nhau. Do vậy, các bạn cần xác định chính xác vị trí và chiều của Asset List trước khi viết nội dung nhé. Một điều nữa mà các bạn cần lưu ý đó là Asset List hay cả các Policy trên Firewall đều xem xét từ trên xuống. Nếu Traffic Mask với Asset List nào thì nó sẽ thực thi luôn mà không cần quan tâm các Asset List bên dưới. Do đó các bạn cần phải đặt các Asset List cụ thể, chi tiết lên trên để đảm bảo chúng hoạt động chính xác. Ok, quay trở lại với yêu cầu của mình là chỉ cho phép VLAN 99 ra Internet chặn truy cập sang các vlan 10 và 11 nên mình sẽ sử dụng extend access list để xác định vị trí đặt và chiều thì chúng ta sẽ cùng xem traffic đi thế nào ví dụ với traffic từ vpc 3 thuộc vlan 99 sang vpc 5 thuộc vlan 10 đầu tiên nó sẽ xuất phát từ vpc 3 với suộc ip là ip của nó còn ip đích là ip của vpc 5 là 10.0.10.2 IP này thì nó không cùng giải mạng nên trước tiên nó sẽ gửi ra IP Gateway là 192.168.1.1 được cấu hình trên sub interface E0-1.99. Tại đây thì router sẽ xem bảng định tuyến và đẩy qua sub interface E0-1.10 của VLAN 10 và cuối cùng thì nó sẽ đến VPC 5. như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ đặt asset list trên sub interface e0/1.99 này và theo chiều in đi vào khi đó thì traffic vừa được gửi từ vpc3 lên sub interface e0/1.99 sẽ bị chặn luôn router sẽ không phải xử lý quá trình routing nữa và asset list này sẽ không ảnh hưởng đến các traffic thuộc về lan khác trước tiên mình sẽ pin thử VPC3 có thể ping được cả Internet và VPC5 thuộc VLAN 10. Sau khi xác định xong thì chúng ta sẽ tạo Asset List. Các bạn vào Mode Config. Tạo Asset List Extend bằng lệnh IP Asset List Extend. Phía sau sẽ là số hoặc tên của Asset List Xtend thì sẽ chạy từ 100 đến 199 và từ 2000 đến 2699. Hoặc các bạn có thể đặt tên cho asset list này cũng được. Mình sẽ sử dụng số 101. Để những người khác có thể hiểu được mục đích của asset list thì các bạn có thể tạo thêm option remark cũng được. Remark nó giống như là mô tả trên interface. Các bạn có thể viết nội dung mô tả vào thôi. Cấu trúc của nó sẽ là remark và nội dung muốn mô tả. sau đó thì là nội dung asset lead. Cuối cùng là remark để kết thúc mô tả. Mình sẽ viết là chỉ cho phép VLAN 99 ra Internet. Tiếp theo, mình sẽ cấu hình theo yêu cầu. Các bạn cần đặt Access chi tiết lên trước trong yêu cầu của chúng ta sẽ có hai phần, chặn kết nối từ VLAN 99 sang 2 VLAN 10 và 11, và hai là VLAN 99 vẫn truy cập được Internet. Yêu cầu đầu tiên là chặn kết nối sẽ là yêu cầu chi tiết hơn vì nó có IP nguồn và IP đích rõ ràng, do vậy chúng ta sẽ đặt ở trên. Còn yêu cầu VLAN 99 vẫn truy cập được Internet sẽ là yêu cầu chung chung hơn, do Internet thì chúng ta sẽ cần cấu hình IP đích là Any. Đầu tiên là chặn kết nối từ VLAN 99 sang VLAN 10 trong extend access list thì các bạn sẽ sử dụng sequence để xác định thứ tự số bé sẽ ở trên mình sẽ dùng số 5. tiếp theo là action chúng ta đang cần chặn nên action sẽ là deny tiếp theo là giao thức chúng ta đang chặn truy cập ip nên mình sẽ chọn ip ở đây sau đó thì là ip nguồn và ip đích ip nguồn sẽ là vlan 99 192.168.1.0/24 Tuy nhiên, Axelis sử dụng ở Wellcard ngược của subnet mask nên nó sẽ là 0.0.0.255. Wellcard thì các bạn cứ lấy 255 trừ đi subnet mask là ra thôi. Ví dụ các bạn có subnet là sược 25. Khi đó subnet mask sẽ là 255.255.255.128. Chúng ta sẽ lấy 255 trừ đi subnet mask trong từng octet kết quả là 0.0.0.127 như vậy webcast mark của subnet 25 sẽ là 0.0.0.127 đơn giản vậy thôi tiếp theo thì ip sẽ là vlan 10 là 10.0.10.0/24 đến đây là các bạn đã hoàn thành asset list rồi tuy nhiên thì phía sau sẽ còn một số option nữa trong đó option log này khi asset list được thực thi thì sẽ có một dòng lock hiển thị lên trên switch hoặc router, còn lock input sẽ cho biết cả interface trên lock đó. Mình sẽ thêm option lock input này vào để kiểm tra hoạt động của asset list. Ok, đây là toàn bộ asset list mà mình vừa nhập. Sequence C5 chặn truy cập IP từ giải 192.168.1.0 24 đến giải 10.0.10.0 24 có đẩy lốc ra. Tương tự thì mình sẽ tạo thêm một sequence C10 để chặn truy cập tới VLAN 11. Mình chỉ cần đổi IP đích thành giải 11 là xong. Sequence C thì các bạn có thể dùng các số tự nhiên mình để 5 với 10 thì sau này nếu mà có nhu cầu thêm, mình có thể nhét các acid list khác 6, 7, 8 vào giữa được. Như vậy là hoàn thành yêu cầu chặn VLAN 99 sang VLAN 10 và 11. Như vậy là hoàn thành yêu cầu chặn VLAN 99 sang VLAN 10 và 11. Tiếp theo là cho phép VLAN 99 truy cập Internet. Các bạn lưu ý cuối mỗi acid list đều là denial, bị ẩn đi. Do vậy các bạn cần acid list permit các traffic còn lại và asset list này chúng ta đặt trên Ethernet 0 sược 1.99 theo chiều in, nên nó sẽ chỉ có hiệu lực với các traffic xuất phát từ VLAN 99. Do vậy, nó sẽ không ảnh hưởng đến các traffic xuất phát từ VLAN 10, 11, nên chúng ta sẽ không cần phải permit cho hai giải IP này, mà chỉ cần permit cho giải IP thuộc VLAN 99 là được. Tại các vị trí đặt và chiều khác, các bạn cần phải xem xét cụ thể xem tại đó thì có những traffic nào đi qua và permit các traffic đó để tránh chặn nhầm nhé chiều và vị trí đặt asset list sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nội dung của asset list. Sequency thì mình sẽ để hẳn 99 để sau này mình có thêm nhiều VLAN thì mình có thể chèn thêm các asset list deny vào trước. Action sẽ là permit. Giao thức thì vẫn là IP. IP nguồn là VLAN 99, IP đích là any. Mình sẽ không bật lock Do traffic đi Internet thì rất nhiều, nên nếu bật sẽ có rất nhiều lốc. Cuối cùng, mình sẽ phải thêm Remark để kết thúc mô tả. Ok, như vậy là mình đã cấu hình xong Access List theo yêu cầu. Tiếp theo, chúng ta sẽ cần đặt Access List vào Shop Interface E0-1.99 theo chiều in như chúng ta đã phân tích ở trên. Các bạn vào Shop Interface E0-1.99 gán access list vào bằng lệnh IP access group 101 in. Bây giờ mình sẽ test lại. VPC3 vẫn truy cập được Internet. Nhưng không truy cập được sang VPC5. Trên router các bạn sẽ thấy lốc do mình đã thêm option là lock input vào. Nội dung sẽ là list 101 chặn ping từ 192.168.1.2 trên cổng Ethernet 0 sực 1.99 tới IP 10.0.10.2. Ok, như vậy chắc các bạn cũng đã có thể sử dụng asset list để thiết lập các chính sách trong mạng của mình rồi. Nếu các bạn có bất kỳ góp ý hay thắc mắc nào, hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Hãy like, share cũng như là subscribe để nhận thêm những video mới nhất từ Sentimenty Shop bạn nhé.